Kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát Các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021 Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Các bạn thân mến, hiện tại vàng thế giới đang ở quanh mức 1770,82 đô la Mỹ Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 2,7 đô la Với tỷ lệ 0,16% Mức giao dịch thấp nhất trong ngày hôm nay 1.760 đô la Mỹ và cao nhất là 1.773 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin trong phiên hôm nay đã tăng tới hơn 1% và hiện đang ở quanh mức giá 44.000 đô la Mỹ. Chỉ số USD Index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên đã giảm 0,29% và hiện đang đứng tại mức 93,167 điểm. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục tăng và hiện đang đứng ở mức 1,341% một năm. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng Minh Phát cập nhật giá vàng trong nước tại thời điểm cuối ngày hôm nay nhé. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 700 000 đồng lượng, bán ra 57 triệu 300 000 đồng lượng, tăng 200 000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56 triệu 700 000 đồng một lượng, bán ra 57 triệu 370 000 đồng một lượng, cũng tăng 200 000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 650 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 400 000 đồng một lượng, bán ra 57 triệu 600 000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56 triệu 700 000 đồng một lượng, bán ra 57 triệu 400 000 đồng lượng giảm 50.000 đồng lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Biên độ chênh lệch chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 700 cho đến 1.200.000 đồng lượng. Vàng Pinji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.550.000 đồng lượng, bán ra 57.400.000 đồng lượng. Vàng Pinji tại Hà Nội mua vào 56.700.000 đồng lượng, bán ra 57.600.000 đồng lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Pinji khoảng 900.000 đồng lượng. Giá vàng SC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SC mua vào 56.950.000 đồng lượng, bán ra 57.650.000 đồng lượng, tăng 150.000 đồng lượng ở chiều mua và 50.000 đồng lượng ở chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu, mua vào 56.980.000 đồng lượng, bán ra 57.590.000 đồng lượng, tăng 130.000 đồng lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 10.000 đồng lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 56 triệu 750 đồng một lượng, bán ra 57 triệu 250 000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên nền trước. Tại ngân hàng ACB, mua vào 56 triệu 600 000 đồng một lượng, bán ra 57 triệu 200 000 đồng một lượng, tăng 100 000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại ngân hàng SCB, mua vào 56 triệu 600 000 đồng một lượng, bán ra 57 triệu 200 000 đồng một lượng, cũng tăng 100 000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng TP Bengal, mua vào 56 triệu 700 000 đồng một lượng bán ra 57 triệu 450 đồng một lượng giảm 50 000 đồng một lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán là 200 000 đồng một lượng tại Đà Nẵng mua vào 56 triệu 700 000 đồng một lượng bán ra 57 triệu 370 000 đồng một lượng tại Nha Trang mua vào 56 triệu 700 000 đồng một lượng bán ra 57 triệu 370.000 đồng lượng tại Cà Mau mua vào 56 triệu 700.000 đồng lượng bán ra 57 triệu 370.000 đồng lượng tại Bình Phước mua vào 56 triệu 680 000 đồng lượng bán ra 57 triệu 370.000 đồng lượng tại Huế mua vào 56 triệu 670 000 đồng lượng bán ra 57 triệu 380 000 đồng lượng tại Biên Hòa mua vào 56 triệu 700.000 đồng lượng bán ra 57 triệu 350 000 đồng lượng Tại miền Tây, mua vào 56 triệu 700.000 đồng lượng, bán ra 57 triệu 350.000 đồng lượng. Tại Quảng Ngãi, mua vào 56 triệu 700.000 đồng lượng, bán ra 57 triệu 350.000 đồng lượng. Tại Long Xuyên, mua vào 56 triệu 720.000 đồng lượng, bán ra 57 triệu 400.000 đồng lượng. Giá và mua số 9 vàng nữ trang SEC. Nhận bộ số 9 loạn từ 1 đến 5 chỉ Mua vào 50 triệu 500 nghìn đồng một lượng Bán ra 51 triệu 400 nghìn đồng một lượng Giảm 50 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán Vàng đi trang bộ số 9 Mua vào 50 triệu 100 nghìn đồng một lượng Bán ra 51 triệu 100 nghìn đồng một lượng Cũng giảm 50 nghìn đồng một lượng cả hai chiều mua bán Vàng đi trang 24k Mua vào 49 triệu 294 nghìn đồng lượng Bán ra 50 triệu 594 nghìn đồng lượng Giảm 50 nghìn đồng lượng cả chiều mua và chiều bán Vàng đi trang 18k mua vào 36 triệu 479 000 đồng lượng, bán ra 38 triệu 479 000 đồng lượng, giảm 37 000, .000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 14K mua vào 27 triệu 944 000 đồng lượng, bán ra 29 triệu 944 000 đồng lượng, giảm 29 000, .000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 19 triệu 461 000 đồng lượng, bán ra 21 triệu 461 000 đồng lượng, giảm 21.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Các bạn thân mến, trong phiên giao dịch hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021, giá vàng gặp khó khăn khi cuộc họp chính sách tiền tệ của Mỹ tháng 9 dèo hâu hơn, hơn nhiều so với dự báo. Với sự cải thiện của nền kinh tế, các nhà hoạch định chính sách nhận định lãi suất có thể tăng ngay trong năm tới. Phiên hôm qua thứ tư Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã kết thúc cuộc họp chính sách 2 ngày với lãi suất giữ nguyên ở mức là từ 0 cho đến 0,25% một năm. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là Chủ tịch Fed ông Powell cho biết Fed có thể cắt giảm nhịp độ mua tài sản ngay trong cuộc họp kế tiếp, tức là cuộc họp diễn ra vào hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 11 năm 2021. Ông cũng nhấn mạnh rằng, thời điểm giảm mua tài sản không báo hiệu gì về thời điểm bắt đầu nâng lãi suất. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 0,25% một năm, nhưng các nhà hoạch định chính sách đã có sự chia rẽ về việc nâng lãi suất. Có nhiều nhà hoạch định chính sách kỳ vọng lãi suất tăng ngay từ năm 2022 thay vì bắt đầu từ năm 2023 như cuộc họp trước đây. Điều đáng chú ý là Ngân hàng Trung ương Mỹ đã cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2021 và vẫn chưa rõ khi nào thì công bố chính thức về việc thu hẹp gói mua tài sản và nâng lãi suất. Bên cạnh đó, khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc tiếp thêm sức mạnh cho đồng đô la Mỹ. Tất cả những điều này đều gây áp lực lên giá vàng. Chỉ khi nào vàng đóng cửa ở trên mức 1790 đô la Mỹ thì thị trường mới đủ động lực để chinh phục ngưỡng cản quan trọng 200 ngày ở mức 1806 đô la Mỹ một ao. Mức kháng cự tiếp theo đã được xác định ở ngưỡng 1815 đô la Mỹ Thiết nghĩ vào phiên Mỹ tối nay theo giờ Việt Nam, khả năng thị trường cũng không có biến động mạnh khi mà kết quả cuộc họp của Fed kéo dài 2 ngày đã kết thúc và không ảnh hưởng nhiều đến thị trường tài chính nói chung và thị trường vàng nói riêng. Nên ngày mai, thứ sáu, ngày 24 tháng 9, giá vàng SJC trong nước có khả năng sẽ biến động theo xu hướng đi ngang. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2021 trên kênh của Minh Phát cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Chúc các bạn buổi tối sức khỏe, tràn gặp niềm vui với người thân và gia đình. Nếu như các bạn yêu kim nệm quý và cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.